Thưa quý vị, tại Nhật Bản thì ngày 1 tháng 7, chính phủ nước này cũng thông báo sẽ nới lỏng các cảnh báo đi lại đối với 34 nước có liên quan đến đại dịch COVID-19 và hiện cũng có khoảng 70 quốc gia và vùng lãnh thổ được Nhật Bản đưa vào danh sách cảnh báo đi lại cấp độ 1 như thế này. Theo đó, Nhật Bản hạ cảnh báo đi lại xuống mức thấp nhất trong thang cảnh báo gồm 4 cấp độ đối với Pháp, Đức, Italia cùng 11 quốc gia châu Âu khác. Nhật Bản cũng nới lỏng cảnh báo đi lại với Hàn Quốc 2 ngày sau khi hai nước nối lại các chuyến bay giữa sân bay Gimpo của Seoul và sân bay Haneda của Tokyo sau thời gian ngừng trệ do COVID-19. Hiện Nhật Bản vẫn xếp loại cấp độ 2 cho 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 16 nước ở châu Á và châu Đại Dương và 27 nước ở châu Âu. Trong danh sách cảnh báo đi lại cấp độ 3, hiện có 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trước đó, Nhật Bản đã nhiều lần nới lỏng cảnh báo đi lại với nhiều quốc gia. Việt Nam được hạ từ cấp độ 2 xuống cấp độ 1 từ 27 tháng 5 năm 2022.